đen, số 4 Tân Canh. Khách cũng vô đông rồi. Chứ tôi thấy xe là ngọt rồi đó, tôi thấy tao để luôn rồi đó. Bây giờ có cơm nữa hay là khách vô đông luôn. Đúng rồi, thấy menu có thêm cái cơm nhà quê 35k. Không phú. Rất là hợp cho những cái bạn mà làm văn phòng. Thôi anh gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi. Thôi chào mấy bạn khán giả nha. Nhớ ghé ủng hộ quán Bún Bò Bà Đen và cơm nhà quê nha. Rồi, rất là cảm ơn. Gọi cuốn nhà làm. Rồi mày cắn cái anh coi coi. Cho anh Thúc cảm nhận coi. Được không? Được không? Ăn với bọn mày. Làm như mình biết ăn rồi. Ngon không? Ngon. Đó, thọ đang cuốn nè, thọ cuốn nè. Đây tôi bún bò giò bạn. Cái này của mình đây. À, bún bò Bà Đen đó. Ngon nhất là cái nước chấm này nè. Ăn cách đó coi coi. Ai nó ăn trước mình ăn sau. Sa tế vô. Ớt sa tế vô. Đúng rồi. Đó, nó quan trọng á. Địa điểm tin cậy nha bạn. Bảo đảm đến ăn luôn, đúng vị luôn. Đó. À, phải bị ngon vô. Cái coi, bút cái coi. Đó. Wow. Sao thấy sao mày? Ồ, number one hả? Ok, number one là Dr. Thanh á. Ok, vô. Thằng kia sao mày? Ồ, mày hí hà luôn hả? Quá chứ mày. Má mày ăn tiền quảng cáo gì mà mày hí hà dữ vậy? Ăn bún bò mày ơi. Ăn bún bò mày ơi. Nãy giờ hai kia review về tới mình. Miếng chuối, miếng rào, miếng giá, chắc chanh vô bạn. Đó, chan miếng nước mắm với lại cái hành này nè, hành này ngon lắm nè. Đó, đặc biệt nha. Đó, cái này nè. Đó, miếng sa tế nữa bạn, sa tế nữa. Đó, giờ tới mình. Nước này để ăn nước này. Trộn lên.
Ôi, nước ngọt quá. Ngon, nó mà quá. Trời ơi, đang cái túi to còn một giò bự vậy luôn á. Quá bự. Trời ơi, ăn nhiệt tình quá. Ăn hơi dơ chứ nha các bạn. Để nó dơ vậy mới ngon chứ. Cơm phần, đó, thịt luộc mắm tôm. Cơm lẻ mỏi. Đó, này cơm Việt Nam. Có cà pháo, thịt luộc. Đúng rồi.